mến chào tất cả mọi người. Hôm nay về Mỹ cũng có một số anh em xuống, thì hôm nay thì 10 anh em Mỹ lại để ra khơi lặn biển nha. Thì khơi thì cũng không khơi lắm cả nhà. Đây, hôm nay đó, mấy cái thúng này là những cái chú mà đi mực đêm á mọi người, chiều đi sáng vào. Hiện tại quê Mỹ đang có dụng mùa mực ống á mọi người, nên người ta đi quấn cũng nhiều lắm, cũng giá cả cũng nhiều nữa. Ở đây là những chiếc ghe lặn mỗi sáng sớm quê Mỹ thì thường chạy ra đi lặn này mọi người. Đó, đa số thì ghi châu Mỹ giờ toàn là đi chích không thôi. Đó, hết từ dưới đây đi lên toàn là những ghi chích không thôi mọi người. À, còn chiếc ghi là ghi đi móc này thì đa số giờ còn có mấy chiếc đi móc như ghi Mỹ thôi. Thì anh em nào muốn kiếm tiền nhiều thì đi chích điện, hoặc là mình đi lặn nước sâu. Còn như Mỹ thì lặn ngày cũng kiếm 400-500 ngàn gì cũng đủ sống thôi cả nhà, chứ không có dư giả gì như mấy anh chích điện hoặc là đi lặn nước sâu. Thì đi mấy cái đó thì tiền nó sẽ nhiều hơn. Còn ghi Mỹ thì lặn ở bờ thì bữa thì cũng kiếm vài trăm ngàn, cũng tùy theo bữa thôi cả nhà. Bữa nào may mắn nhất rồi thì kiếm chai mấy, còn bữa nào ít thì kiếm vài trăm ngàn thôi. Thì ngày hôm nay ghi Mỹ sẽ chạy ra lại ngồi tàu trên mũi gần đây mọi người, thì chạy lên đây khoảng một tí thôi, không tới 1-2 lý đâu, mấy chục số gì thôi. Đó, ngay đây có một lấm túng của mấy chú đang câu cá thế này. Đó, mấy chú thì chuyên về người bờ thì làm những họ là câu mực đêm, không có lỡ họ là câu cá. Thì như Mỹ thì chỉ biết đi lặn thôi cả nhà, chứ mấy ngày đây Mỹ cũng không có biết làm nữa. Đó, nên bởi vậy mỗi người chỉ có một công việc khác nhau thôi. Thì lặn gần đó mọi người, nên mấy anh em sẽ chuẩn bị ăn cơm sớm luôn. Thì ăn cơm xong thì tới điểm rồi, xong mấy anh em thay đồ vào sẽ bắt đầu nhảy. Thôi giờ thì Mỹ cũng mời tất cả mọi người cùng đồng hành theo dõi video ngày mới của mấy anh em nữa nha. Phía trước là mũi gần đó mọi người, giờ mấy anh em cũng đã tới điểm rồi. Giờ Mỹ sẽ giao đeo nịch trì và nhảy xuống thôi. Thì nước sâu tại cái điểm này tầm khoảng 4 sải tay thôi, nước cũng rất là cạn luôn. Đó, mấy anh em thì cũng đang chuẩn bị đây. Do hiện tại thì có không khí lạnh đó mọi người, nên nước biển của Mỹ thì nó không có được thanh gì mấy đâu, nó chỉ mờ mờ như thế này thôi, nên có gì mọi người thông cảm cho Mỹ nha. Mới nhảy xuống, Mỹ phát hiện được một con sò ngao chằn này cả nhà. Thường thì con sò ngao chằn này Mỹ thì không có thấy dấu nó đâu, chỉ phát hiện nó nằm ở trên mặt đất thôi. Mà cái con này Mỹ không biết vì sao nó thường nằm trên mặt đất lắm mọi người. Và đó, đây là con cá phai này cả nhà. Thường thì cá phai thứ mau nằm hang như thế này này. Cá phai này chủ yếu phơi khô nướng ăn ngon thôi cả nhà, chứ nấu canh nấu được ăn không muốn ngon đâu. Mỹ phát hiện có một con cu cúm, nhưng mà bụi quá. Đây, Mỹ quạt bụi đi ra đâu nè, do hôm nay không có nước đi á mọi người, lỡ nước nó cũng hơi bị lừa. Rồi, con cu cúm này nó bị ớp rồi cả nhà. Hai cái lỗ này Mỹ tưởng đâu là một con sò ngao đỏ chứ, ai nhẹ không phải nha. Mỹ phát hiện được một con sò mê ca này. Wow, sò mê ca chỗ này khá là to ha.
Formica này giá trị nó cũng tùy theo bữa thôi các nhà. Mấy bữa trước thì nó có giá 15 ngàn đến 20 ngàn luôn, mà bữa nay thì Mỹ cũng không biết nữa, thì mỗi ngày nó sẽ hạ giá lại thôi, do hiện tại giờ biển đang bị êm lại mọi người, nên đi biển rất là nhiều, nên hải sản nó cũng phải nghĩ lại theo số lượng hải sản mà ở quê Mỹ bắt được ít hay nhiều. Hải sản tại cái điểm này giấu cũng rất là khó thấy lắm cả nhà. Đây, một con sò ngao tằng nằm trên mặt đất nữa nè. Giờ hải sản cũng ít thấy dấu lắm mọi người. Giờ thì Mỹ chỉ đào thôi. Dấu của con sò Meca thường thì nó nằm như thế này nè. Nhưng mà cũng có khi cái dấu nó lại khác như cái dấu này luôn á mọi người. Thì cái dấu nó tùy theo cái đất nó ở thôi cả nhà. Thì cái đất nó ở thì cái dấu nó sẽ khác nhau. Điểm ngồi mũi canh này thì sò Meca này nó cũng có dấu lai dai nè. Mỹ cũng cầu mong cho sò Meca này bữa nay được có giá. Thì con sò Meca này nó nặng mọi người, nhưng mà nó có giá nữa thì quá là ok luôn đó. Wow, con sò ngọt này Mỹ không có thấy dấu đó đâu các nhà. Mỹ đào kính nó. Đó, sò ngọt con này cũng khá là to nữa nè. Cũng không có dấu đâu mọi người, giờ chỉ đào thôi. Còn một đuổi đá thì chứ. Thường thì chỗ này mà nó không có dấu mọi người, nếu mà có chút điện thì phát hiện ra nó rất là dễ luôn. Mỹ vừa đào thêm một con nữa này, do bụi quá mọi người. Đó, bụi nó cứ trôi theo Mỹ thôi, do Mỹ chạy xuống dưới mọi người. Với trên mặt đất nó có hơi lộn bùn, nên thường thì bùn nó mau theo lắm. Đây là anh Kha. Wow, chỗ này cũng có con sò léo này cả nhà. Sò léo cũng khá là to ha. Do cái điểm này người ta không lặn tới chỗ này nữa. Wow, con mực đen. Rồi xong. Nó chạy lên trời luôn rồi các nhà. Uống chỉ chứ. Hình như là nó thấy Mỹ rồi. Mỹ chỉ thấy nó sao thôi nên nó mới chạy nha. Nếu mà Mỹ thấy nó trước là chắc chắn là Mỹ sẽ khó được. Có thêm chai nữa nè các nhà. Đó, sò chai này hiện tại giờ cũng giá tầm đâu đó mười mấy ngàn đồng một ký gì đó. Rồi Mỹ lại phát hiện được thêm một con sò ngọt thứ ba rồi nè. Đây, con này Mỹ thì thấy dấu nó, nhưng mà do bụi quá các nhà. Ở chỗ này thì mình chạy bụi nó coi theo Mỹ á, nên cũng rất là nhanh luôn, chưa kịp bấm máy quay thì bụi đã tới rồi. Rồi được ba con sò ngọt quá là to ha. Mình nghĩ ba con này xấp xỉ cũng tầm 700 gram nha, 700-800 gram gì đó. Thì một con to như thế này đâu đó gần bằng ba lạng nha, 300 gram mọi người. Con sò ngọt thứ tư này Mỹ phát hiện ra dấu đó nè. Đó, cái dấu nó thật sự rất là khó thấy luôn. May Mỹ thấy có một lớp sạn nhỏ thôi. Rồi con thứ tư. Chắc bốn con này chắc cũng được một ký rồi đó. Wow, quá là hên luôn cả nhà. Đây Mỹ móc được mấy con trai và một con sò Meca. Thì đâu tự nhiên có một con sò ngọt này nó nằm trên mặt đất luôn nè. Wow, quá là hên ha. Mà con sò ngọt này thì nó nhỏ hơn mấy con này Mỹ bắt luôn á. Đó, Meca thì điểm này thì nó có lai dai cả nhà. Lâu lâu một con thôi. Một con sò mai siêu to này các nhà. Đó, mai rất là to luôn.
Rồi Mỹ tới chỗ này nó có dấu răng bùn, thì thường thì có dấu bùn thế này hải sản ít lắm. Mỹ sẽ chạy ra lại cái chỗ khách sạn nha mọi người, chỗ đó nó sẽ có sò ngọt và mê ca. Chỗ này thì nãy giờ Mỹ đào không có con gì đâu. Mỹ đã chạy qua khách sạn lại rồi thì lại phát hiện được một con sò ngọt này cả nhà. Đó rất là khó thấy ha. Đó Mỹ phát hiện cái đường kỹ sạn này này. Rồi một con sò ngọt siêu to nữa, quá là đã luôn. Đó mình bắt mấy con sò ngọt to như thế này này thì nó sẽ mau ký hơn. Thì cứ tính ký tính tiền thôi cả nhà. Thì con sò ngọt này giá trị như mấy hôm rạp khẩu á, thì đâu đó tầm 300 ngàn 300 mấy gì đó. Mỹ nghĩ chắc bữa nay chắc cũng hạ giá lại rồi, không biết bao nhiêu nữa đây. Mỹ nghĩ hạ giá chắc cũng còn được 200 mấy chục ngàn một ký thôi. Wow, cả nhà xem nè, Mỹ thấy con quỳ bông này nó có một cái vòng tròn ở trong rất là đẹp ha. Đó, một cái vòng tròn rất là đều đặn luôn, màu tím rất là đẹp luôn. Hiếm khi gặp những con như thế này lắm nha. Đó, có con thì nó đủ thứ màu mọi người, màu đỏ, màu vàng, màu cam nhiều lắm, nhưng mà những cái màu sắc đó thì nó rất là hiếm khi mình gặp. Ok, giờ mấy anh em đã làm xong một ca. Thì một ca này mấy anh em lấy người vợt mấy hai vợt nha. Đó, thì chủ yếu mấy ca là nhiều thôi. À, ông nào muốn lên ti đâu, đưa tay lên. Muốn lên ti không? Mấy ca chai sổ mai. Chỉ phân loại ra bỏ trong xô hết luôn mọi người. Đó mình phân xô gì cho nó khỏi bới nha. Nếu mà bới thì những sò mê ca này bới người ta sẽ xả ra, người ta mua dễ lắm. Mình dầu xô dùm dinh vô nó khỏi bới cho nó sẽ được giá hơn. Rồi sáng tiện mấy anh em lên sẽ bắt đầu sẽ dọn chén ra để ăn cơm luôn nha. Ăn cơm luôn mà biết chừng sẽ làm một ca dài nữa, giờ sẽ chạy vào bờ luôn. Đây. Đó thì ghi chích cứ lặn xung quanh ghi Mỹ quá trời này, một ghi chích. Đây, chích còn là những chiếc ghi chích không thôi. À, giờ sẽ kéo neo là đôn lên để ăn cơm luôn. Nhảy xuống làm thêm một ca nữa nha, một ca nữa giờ xong mấy mà sẽ chạy rồi Mỹ sẽ ghi hình lại thành quả của ngày hôm nay để gửi đến cho mọi người cùng xem nha. Nghe Mỹ thì cũng đôn lên lại cái điểm ca đầu tiên luôn, nhưng mà lớn ra hoài thêm một tí, giờ mình sẽ thả con lại nha. Thường thì mình neo lặn thì không có bao giờ mà mình neo lại điểm hồi sáng đâu cả nhà, vì cái đường đó mình lặn đã lặn hết rồi. Nếu mà mình neo lại ngay cái chỗ cũ đó chắc chắn mình lặn là sẽ không có đâu, mình phải lắng ra hoặc lắng vô nó mới còn hải sản. Qua wow, Mỹ phát hiện ra cục đá này rất là đẹp luôn nè. Qua wow, Mỹ tưởng đâu cái khúc gỗ chứ ai nhỉ, không phải là gỗ nha, nó là một cục đá nhưng mà đá trắng đó, trắng hay là vàng vậy đây, như là trắng vàng luôn phải mọi người. Đá này rất là đẹp luôn. Đây, Mỹ không biết vì sao dưới này nó có một đá như thế này nữa. Một con sò mai đầu tiên Mỹ vừa nhảy xuống nè. Thì
giá của con sò mai này đâu đó tầm 50-60 ngàn vậy đó mọi người. Hiện tại sò mai này vẫn còn có giá nha. Đây Mỹ vừa cào cũng được một con sò ngọt nè, nhưng mà bụi quá cả nha. Đó, Mỹ chạy theo dòng nước mọi người nên nó bụi nó cứ trôi theo thôi, chưa kịp bấm máy quay thì bụi nó đã che lấp hết rồi. Đó, sò ngọt chỗ này toàn là to to không á, đã thì chứ cầm con sò ngọt to này nó thật sự mà rất là sướng tay luôn cả nhà. Đó, giờ Mỹ đào thôi, đào kiếm cũng kiếm chục mười mấy con là quá ok rồi đó cả nhà, chứ không cần nhiều đâu, tại vì điểm này cũng cũng không có nhiều. Trong này cũng có sò mai xanh nữa này cả nhà. Wow, có thêm một con sò huyết bự nữa này. Đó, sò huyết này thì Mỹ bắt nè. Sò huyết này nó cũng rất là có giá luôn, nhưng mà rất là hiếm luôn, ít lắm mọi người. Đó, mai xanh này thì nó nhỏ nhỏ như thế này cũng tầm 5-6 ngàn một con á mọi người. Con mai xanh này cục cầu nó to lắm mọi người. Mỹ vừa khấu được một con mật nang. Con mật nang này nó nhỏ thôi cả nhà, chủ yếu Mỹ bắt con mật nang này để dành khi nào tốn tốn có đói bụng á mọi người, sẽ làm một tô mì tôm quá là ok luôn á. Đó, chủ yếu Mỹ bắt con mật nang này hoặc về xào chua ăn cơm, hoặc là để dành trong tủ lạnh mình có đói bụng nhiều phi á mọi người, mình lấy ra mình chuẩn mì tôm ăn là hết sảy luôn. Và điểm này nó cũng có sò đực này các nha. À, sò đực này khá là to này. Đó, mình nhìn là con sò đực này nó y hệt như là con sò mê ca luôn. Đây, Mỹ lại phát hiện được một con sò ngọt nữa, nhưng mà bụi nó tồi tới nhanh quá. Nên có gì cả nhà thông cảm nha. Do lặn trong này thì nước nó xấu quá mọi người. Muối lại nước đi không có nhanh, của là Mỹ chạy theo con nước nữa nên bụi nó cứ trôi theo Mỹ thôi. Nhiều khi gặp hải sản ngon ngon mà bụi nó lấp lại hết rồi cả nhà. Mỹ chạy theo xuôi nước mọi người, bụi cứ trôi theo thôi. Vừa gặp sò ngọt là vừa bấm máy quay lên là bụi nó trôi xuống trước rồi. Đó, sò ngọt chỗ này thôi chứ, bắt một con đánh một con hơi đã thiệt. Wow, cả nhà xem này, con sao biển này cái màu sắc rất là đẹp luôn, hiếm khi mà có màu sắc như thế này lắm nha. Đó, màu này y như màu cam luôn đó, rất là đẹp. Họ Mỹ thấy trong các loại sao biển thì cái màu đây là màu đẹp nhất nè. Công nhận Mỹ vừa gặp một con sò ngọt là chỉ có bụi thôi. Có gì mọi người thông cảm cho Mỹ nha. Mỹ cũng không muốn như vậy đâu. Do Mỹ cứ chạy theo xuôi nữa nên hỡi gặp sò ngọt là bụi nó trôi tới liền. Anh này mới đi quả lồ ghi Mỹ 2 buổi rồi. Ý ảnh hỏi Mỹ bắt được bao nhiêu con sò ngọt đó mọi người. Mỹ nói 2 con, ảnh thì đã bắt được 4 con rồi. Anh nói mấy bữa giờ bắt sò ngọt cũng nhiều lắm cả nhà, lúc nào cũng hơn Mỹ 4-5 con gì đó. Mỹ lại gặp thêm một con sò ngọt nữa này cả nhà, quá là đã luôn. Sớm giờ Mỹ bắt sò ngọt cũng chắc là kha khá luôn đó.
Thì Mỹ ước sớm giờ bắt sò ngọt thì sò ngọt cái chỗ này thì có con nó có dấu, có con nó thì nó không có dấu đâu. Đó, mình cứ đào gá gá gì thôi, nhưng mà may thì mình đào được sò ngọt cũng hay hay. 10k này mới thấy còn bé quá, mới bỏ lại luôn. Rồi giờ thì cũng đã tới giờ lên chạy vào cái nha, đó là cháu Tiên nha. Rồi chị sẽ mang lên thôi, mang lên để ghi lại thành quả của ngày hôm nay để cho mọi người cùng xem nha. Đây, hôm nay mấy anh em Mỹ lặn thì cũng rất là kha khá luôn cả nhà. Thì đây Mỹ mời cả nhà cùng theo dõi thành quả của ngày hôm nay của 9 anh em nha. Thì ngày hôm nay 9 anh em lặn thì được 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 xô. Tổng cộng thì có 14 xô sò mấy ca. 14 xô được 2 xô sò chay. Và 3 xô sò mai. 9 ông à. 8 ông à. 8 ông à. 8 9 như 8 thôi. 8 9 9. Thì được 3 xô sò mai. Đây, chắc không có được 3 xô mấy cái nha. Rồi rồi, chắc phải được 3 xô mấy. 8 đầu. Thì đây, ngày hôm nay thì 8 anh em lặn được một can đầy sò ngọt luôn này mọi người. Đó, hôm nay hôm qua thì được hơn nửa can, hôm nay được một can luôn. Thì hôm nay thì có hai anh xuống nữa thì thêm hai anh nữa thì được một can luôn. Ở đây đây được một xô sò lại dạ này mọi người. Sò lại dạ được hai phần xô đây. Đó thì cũng sắp vào tới bờ luôn rồi. Thì ngày hôm nay thì mấy anh em lặn thì chắc cũng kha khá thôi cái nha. Rồi thôi, Mỹ cũng sẽ xin kết thúc video tại đây luôn nha. Rồi, Mỹ cảm ơn tất cả mọi người đã luôn đồng hành và theo dõi video của Mỹ. Nếu mọi người thấy hay hãy cho Mỹ xin một like nha. Rồi, Mỹ xin hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.